chào mừng quý đối tác đến với video hướng dẫn thiết lập thực đơn của nhà hàng. Việc thiết lập thực đơn chính xác, rõ ràng, cùng hình ảnh hấp dẫn bắt mắt giúp gian hàng của đối tác dễ dàng thu hút và kích thích người dùng mua hàng tối đa, từ đó không ngừng gia tăng doanh thu. Vì vậy, để tạo ấn tượng tốt với người dùng trên RapFood, đối tác hãy đặc biệt trau chuốt cho thực đơn của nhà hàng nhé. Phần 1. Thiết lập món hoặc danh mục món. A. Thêm món hoặc danh mục món. Để thêm các món chính trên thực đơn, đối tác vào phần trang chủ, thực đơn. Thêm món hoặc danh mục món, đối tác chọn thêm món mới. Nếu đối tác muốn thêm món cụ thể như cơm sườn, cơm trứng, bún bò, bún riêu, thêm danh mục mới, ví dụ như món cơm, món bún, thức uống. Sau đó, đối tác điền đầy đủ thông tin, tải hình ảnh để thêm món hoặc danh mục món. Lưu ý, với các sản phẩm kinh doanh có điều kiện, đối tác vui lòng điền thông tin nhãn hàng hóa tại mục mô tả theo hướng dẫn chi tiết trên trung tâm trợ giúp mục, hướng dẫn nội dung bắt buộc của nhãn hàng hóa và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Với các sản phẩm có đóng gói bao bì, nhãn hiệu và các mặt hàng thực phẩm dạng thủ công nhà làm có đóng gói và hạn sử dụng cụ thể, đối tác vui lòng điền đầy đủ thông tin về đặc điểm món, bao gồm xuất xứ hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. B. Chỉnh sửa, xóa món hoặc danh mục món. Trong phần thực đơn, đối tác chọn vào món hoặc danh mục món cần chỉnh sửa hoặc xóa. Đối tác chọn chỉnh sửa món hoặc chỉnh sửa danh mục, thay đổi thông tin và lưu lại, hoặc xóa để loại khỏi thực đơn. C. Một số nguyên tắc cần lưu ý. 1. Quy tắc khi đặt tên, chỉnh sửa tên. Tên tiếng Việt trước, tiếng Anh sau. Số ký tự tối đa cho tên danh mục món là 60 ký tự, tên món là 80 ký tự, miêu tả món là 300 ký tự. Không sử dụng ký tự đặc biệt hoặc biểu tượng cảm xúc, không chứa nội dung chính trị hoặc nhạy cảm. 2. Món hoặc danh mục món đã bị xóa sẽ không thể khôi phục lại được. 3. Thực đơn phải bắt buộc chứa tên và giá món. 4. Đối với danh mục món, không thể tạo hai danh mục trùng tên. Phần 2. Thiết lập tùy chọn nhóm. A. Thêm tùy chọn nhóm. Trong phần thực đơn, đối tác chọn tùy chọn nhóm, tạo nhóm tùy chọn. Điền các thông tin theo yêu cầu. Tên nhóm tùy chọn ví dụ như mức độ cay, lượng đường đá, món ăn kèm. Thêm một tùy chọn ví dụ như cay, không cay, 30% đường, 50% đá, chân châu, v.v. Đối tác có thể cài đặt để người dùng bắt buộc hoặc không bắt buộc chọn nhóm tùy chọn, chọn một hay nhiều hơn một tùy chọn. Nhấn lưu để tạo nhóm tùy chọn. B. Chỉnh sửa hoặc xóa tùy chọn nhóm. Trong phần tùy chọn nhóm, đối tác chọn và tùy chọn nhóm cần chỉnh sửa hoặc xóa. Chọn chỉnh sửa nhóm tùy chọn, sau đó thay đổi thông tin và lưu lại, hoặc xóa để loại khỏi thực đơn. C. Liên kết với món. Sau khi đã có nhóm tùy chọn, đối tác chọn nhóm tùy chọn cần liên kết và nhấn chỉnh sửa, chọn liên kết với món. Chọn món cần liên kết hoặc hủy liên kết nếu không muốn liên kết nữa, sau đó nhấn hoàn tất. Phần 3. Kiểm tra lại thực đơn. Sau mỗi lần chỉnh sửa thực đơn, đối tác hãy chủ động vào ứng dụng Grab dành cho người dùng để xem lại thực đơn của nhà hàng. Đảm bảo thực đơn được tạo đúng như mong muốn nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Phần 4. Chỉnh sửa trạng thái thực đơn. Khi nhà hàng có món tạm hết, đối tác vào mục thực đơn để tạm tắt món bằng cách gạt nút màu xanh và chọn trạng thái. Hết bán hôm nay, hệ thống sẽ tự động mở lại món đó vào ngày mai. Hết bán mãi mãi, món sẽ được đóng đến khi đối tác mở lại. Để mở lại món đã tắt, đối tác chỉ cần gạt nút màu xám sang màu xanh, hoặc đối tác có thể chọn nhiều món và chỉnh sửa trạng thái. Có bán, hết bán hôm nay, hết bán mãi mãi. Phần 5. Phân tích số liệu thực đơn. Với tính năng phân tích số liệu thực đơn, đối tác có thể truy cập xu hướng các món bán ra và phản hồi của người dùng về các mục trong thực đơn, từ đó tối ưu được thực đơn của nhà hàng mình và kích thích người dùng đặt nhiều đơn hàng hơn bằng việc chuẩn bị nguyên vật liệu tốt hơn với các món thường xuyên bán, thay hình ảnh, miêu tả, thậm chí vị trí của các món sao cho phù hợp với xu hướng chọn món của người dùng. Grab khuyến khích đối tác nên thêm các combo ưu đãi dựa trên các món mà người dùng muốn đặt cùng nhau. Đối tác có thể sử dụng các thông tin về món bán chạy để truyền thông hoặc chạy chương trình cho món đó. Đối tác thao tác như sau. Vào phần thực đơn, số liệu, xem hiệu suất bán theo khoảng thời gian, thứ tự bán chạy, doanh số. Phần 6. Mẹo tạo thực đơn bắt mắt. Một thực đơn bắt mắt sẽ giúp tạo ấn tượng tốt và hấp dẫn người dùng hơn. Đối tác hãy nhớ các mẹo sau đây nhé. 1. Về hình ảnh. Ảnh món ăn, banner là do hình nhà hàng tự chụp. Hình ảnh rõ ràng, có độ phân giải cao, không dùng hình ảnh trên mạng. Khi chụp ảnh nên sử dụng ánh sáng tự nhiên, không dùng đèn flash hay chế độ zoom. 2. Về tên. Cần có sự chỉn chu, thống nhất về cách viết hoa các từ, tên ngắn gọn, phần miêu tả đầy đủ thông tin. 3. Cách sắp xếp thực đơn. Đưa nhóm món bán chạy, nổi bật, món chính hoặc món đang áp dụng chương trình khuyến mại lên đầu. Nếu nhà hàng chưa có đầy đủ hình ảnh món ăn, nên xếp các món chưa có hình ảnh ở phía cuối. Đối tác có thể tham khảo thêm nhiều mẹo hữu ích khác trên blog của Grab. Lưu ý, đối tác cần bổ sung đầy đủ hình ảnh món ăn trong vòng 7 ngày, kể từ ngày được kích hoạt. Nếu không, Grab sẽ tự cập nhật hình ảnh minh họa.
Phần 7. Những lỗi thường gặp khi tạo thực đơn. Khi tạo thực đơn, đối tác có thể sẽ gặp phải một số lỗi vi phạm quy định. Grab có thể sẽ tiến hành tắt món trên ứng dụng Grab mà không thông báo trước. Vì vậy, đối tác hãy lưu ý kỹ các lỗi sau đây. 1. Hình ảnh vi phạm bản quyền, ví dụ như hình ảnh chứa nhãn của các nhà hàng khác hoặc các thương hiệu đã đăng ký bản quyền. Hình ảnh chứa nhãn của công ty đối thủ với Grab. 2. Hình ảnh món ăn thức uống không phù hợp, ví dụ như để hình ảnh bàn ghế quán ăn làm hình món ăn, hình ảnh chiếu số điện thoại của nhà hàng, hình ảnh có hình người, hình ảnh chất lượng thấp mờ không rõ món ăn, hình ảnh có nội dung nhạy cảm, hình ảnh món ăn bị cấm bán trên ứng dụng như động vật hoang dã, vật nuôi bao gồm nhưng không giới hạn rùa, cá mập, hươu, thỏ, nai, cá nhám, thịt chó. 3. Sai quy định hoặc tiêu chuẩn, ví dụ như những món không phải là món ăn thức uống hoặc cấm bán thịt tươi sống chưa qua chế biến, mỹ phẩm, đồ gia dụng, động vật hoang dã, thịt chó. Những món ăn, thức uống là hoặc chưa có cồn, các chất kích thích bị cấm theo quy định pháp luật. Giá không đúng quy định, 25,55. Bánh có đường kính từ 16cm trở lên ngoại trừ bánh pizza. Các món ăn được chế biến từ các sản phẩm có xuất xứ, nguồn gốc, nguyên liệu từ động vật hoang dã, vật nuôi như thịt chó, hươu, thỏ, nai, cá mập, không được phép bán trên ứng dụng Grab. 4. Tên mô tả món không phù hợp, ví dụ như tên mô tả của món có chứa số điện thoại của nhà hàng, tên mô tả của món bị sai lỗi chính tả, tên mô tả của món không liên quan hoặc để hình ảnh sai món ăn. 5. Sử dụng tính năng điều chỉnh thực đơn để chạy chương trình khuyến mại không đúng quy định, ví dụ như tạo combo tặng món ăn hoặc nước, tạo món ăn với tên hoặc miêu tả ghi chú là món giảm 10-20% hoặc món giảm giá so với giá gốc. Để tạo chương trình khuyến mại, đối tác hãy sử dụng tính năng tạo chiến dịch của riêng bạn ngay trên ứng dụng Grab Merchant. Hy vọng quý đối tác đã có những thông tin hữu ích trong video này. Cảm ơn và chúc quý đối tác tăng trưởng doanh thu cùng Grab.